Hello, chào các bạn. Hôm nay là thứ sáu, thì mình sẽ làm một món ăn này. Món ăn này là thịt bò nấu với cà rốt, bắp cải, nấm, tỏi và những vật dụng cần thiết là rượu vang trắng, dầu ô liu, muối, ớt, tiêu, chanh và basilicum. Đấy các bạn. Thì mình sẽ nói chi tiết. Thì đây là thịt bò nướng. Thịt bò này đã được nướng rồi. Mình ăn còn dư thì mình dùng để nấu ragu. Những vật liệu mình có hiện nay là những vật liệu mình còn sót lại trong tủ lạnh. Thì là có bắp cải, cà rốt, nấm và tỏi. Những vật liệu cần thiết phải nấu chung thì mình đã giới thiệu các bạn đây rồi. Dầu ô liu này không phải là loại dầu để nấu. Dầu ô liu này là loại dầu để ăn với salad. Cho nên mình chỉ cho dầu lên khi nào mà món ăn nấu xong. Còn đây là một loại ớt có muối. Cho nên mình không mang theo muối nữa nha các bạn. Tự vì khi thịt bò mình nướng chín rồi đó, thì không nhất thiết là mình phải cho thêm muối khi nấu. Cái này là tiêu có chanh. Và đây là basilicum khô mà người Ý lúc nào cũng có nêm nếm trong những món ăn. Đấy các bạn, mình đã chuẩn bị rồi. Đây là món ăn tối của mình. Ngày hôm nay là ngày thứ 6 trong tuần 42. Thì sắp sang tuần 43 rồi đó các bạn. Thì mình sẽ nấu trong một cái chảo này. Chảo này bằng điện. Rất là tiện lợi luôn nha các bạn. Nó không có nặng. Cho nên mà mình có thể mang đi chơi, mang đi hít ta, hoặc là mình đi chơi xa mà cả gia đình á, thì mình có thể mang theo trong vali bởi vì nó rất là nhẹ luôn. Mà diện tích của nó là 40 cm, hình tròn. Nóng rất là nhanh luôn nha các bạn. Nó là tới 2000 watt, cho nên nó nóng rất là nhanh. Mình có thể nấu được những món ăn nước, những món chiên khô. Mình có thể dùng để ăn lẩu cũng được. Bởi vì cái bề cao của nó rất là thấp, khoảng chừng 5-6 cm thôi. Cho nên khi mình nhúng lẩu á, thì nó dễ nhìn tổng quát. Thì hôm nay mình sẽ nấu trong cái chảo điện này. Thì những vật liệu mình đã có là ở đây, rất đơn giản. Mình nghĩ là mình sẽ nấu hết cái chai rượu trắng này. Đó. Thì một là mình ăn với khoai tây, hai là mình ăn với bún nếu mình muốn, hay là spaghetti, pasta. Đó. Chứ mình không chế nước nữa nha các bạn. Tự vì thịt này á là thịt bò đã được nướng rồi. Đó, coi như là nó còn dư lại. Mà mình muốn ăn như vậy nữa thì nó khô. Đó, mình không ăn nổi. Cho nên mình không nhất thiết là phải ram lên, chiên lên thì nó càng khô nữa. Bây giờ mình chỉ có cách nấu ragu. Mà để cho nó tẩy đi cái mùi ngấy này á, thì mình phải dùng có tỏi và có nấm và bắp cải. Bắp cải
nó có một cái dạng đặc biệt là nó trị rất những cái mùi mà thịt đỏ hôi á, là nó rất là tương xứng. Nhưng mà các bạn đừng có nên đổ nước, các bạn nên dùng đổ rượu thì nó ngon hơn. Mình thì như các bạn biết là mình không ăn mặn, không ăn muối, cho nên trên bàn mình không có muối. Bởi vì trong cái lọ ớt này á, nó có muối rồi. Mà thịt khi mình nướng rồi á thì nó đã thấm rồi, nên mình không nhất thiết phải nấu muối. Cái quan trọng là mình phải có rượu. Nấm này là nấm thường thôi bạn đó. Thì mình ngâm ra rồi, chứ không phải là nấm đông cô đâu. Ok nha các bạn. Seti gan start. Đấy các bạn, mình đã cho tất cả các hỗn hợp này vào với nhau, thì gồm có bắp cải, bò nướng, nấm, cà rốt, tỏi, và những cái gia vị mà mình đã nói lúc nãy, thì gồm có tiêu chanh, ớt có muối và basilicum. Thì đồng thời các bạn thấy có những cái lá xanh xanh này nè, đó là mình có bỏ thêm một vài lá lâu bà bờ đó, thì cho nó tăng thêm cái mùi thơm. Thì khi mình đã sắp xếp vô rồi thì mình có chan rượu vào. Đây là nước rượu, rượu trắng. Đấy. Thì khi tất cả các hỗn hợp này nó ở trong cái lồng chảo rồi thì mình sẽ đậy nắp lại. Và bước đầu tiên thì mình mở với cái lượng rất là mạnh, rất là nóng. Nhưng rồi khi mình thấy nó sôi á, từ từ thì mình để dịu lại và mình đun cho đến khi nào mình cảm thấy là tất cả các những cái hỗn hợp này nó vừa mềm và vừa đủ ăn. Vừa mềm để mà mình có thể ăn. Chứ còn đủ thì đương nhiên là đủ ăn rồi các bạn ơi. Một mình làm sao mà ăn hết cái chỗ này. Đấy. Thì đây là một bãi chiến trường đây các bạn. Đó. Mình đã thu xếp hết tất cả những cái rau cải thịt này vào trong cái lồng chảo này. Đây đó các bạn. Nếu mà mình cảm thấy là nó chưa đủ mạnh thì có thể là mình sẽ cho thêm ớt. Thì mình thích ăn cay đó, ớt có muối thì nó vừa ăn. Thì lâu lâu thì mình sẽ mở lên, mình dùng cái muỗng này nè để mà mình đảo ngược những cái thành phần ở trong cái chảo này lên. Thì bây giờ mình bắt đầu tăng tốc độ và mở lò nha các bạn. Thông cảm nha, mình nói trước rồi, mình nói tiếng Việt Nam không có rành đâu nha. Mình nói giống như mình rặn á, tìm được chữ nào thì mình nói lúc đó thôi, bởi vì mình cũng không có nói chuyện tiếng Việt Nam thường xuyên. Ok nha các bạn. Khi mà mình nấu xong mà nó vừa đủ chín rồi đó, thì mình sẽ cho dầu ô liu lên trên mặt. Đó. Là có nghĩa là trước khi mình bắt đầu chuẩn bị ăn đó. Còn nếu chưa đủ mặn thì mình sẽ cho thêm vào ớt muối. Đấy các bạn, nó sôi sùng sục lên luôn á. Nhưng mà mình phải chỉnh cái nhiệt độ của nó, đừng có để nó sôi thường xuyên thì nó sẽ bị cạn. Nó bị cạn nước, mà nước này là nước rượu. Cho nên mình đừng để nó sôi quá, nó sôi quá thì nó sẽ bốc đi cái mùi rượu. Nó mất đi cái mùi rượu, nó không còn ngon nữa. Đấy, cho nên tại vì quay phim thì mình bật lên cho các bạn xem, chứ còn mình chỉ để lửa riu riu thôi các bạn. Đó, nó sôi nè. Thịt, cà rốt, bắp cải,
nấm. Đấy các bạn, nó sôi thơm luôn á, rất là thơm. Thì khi nào mà nó chín rồi đó thì mình sẽ đưa vô bơ. Đấy, mình lấy tất cả là 6 vỉ bơ nhỏ. Rồi mình sẽ cho dầu ô liu vào đó, trước khi ăn. Dầu ô liu và bơ. Đấy, đây đó các bạn. Rất là thơm các bạn ơi, thơm mùi rượu á. Thơm lắm. Mình không có đảo thịt, mình chỉ để cái thịt nó như vậy thôi, chứ mình không có đảo cái thịt nó lên. Nhưng mà bắp cải á thì mình có đảo lên. Tại vì thịt thì nó đã chín rồi, bây giờ nó chỉ có thêm hương vị nữa thôi. Cho nên chỉ có rau cải là mình đảo lên thôi các bạn. Đấy. Rất sôi, rất thơm và rất ngon. Thì mình chờ khoảng 15-20 phút nữa thì mình sẽ cho bơ và dầu ô liu vào. Hiện giờ thì mình đang luộc spaghetti. Tại mình biết cái này ăn rất là ngon với spaghetti. Nếu các bạn muốn cái nước sauce nó hơi đặc tí nữa đó thì các bạn khuấy một ít bột bắp hoặc là bột năng đó, rồi đổ vào thì cái nước nó sền sệt, thì ăn với spaghetti rất là ngon. Ok nha các bạn, mình trông chờ nó thành như lời mình nói không nha. Đấy các bạn, coi như là mình ăn thử thì thấy nó mềm rồi, chín rồi đó các bạn. Thì mình cũng đã luộc xong spaghetti. Thì spaghetti sau khi luộc xong thì mình có trộn với dầu ô liu. Đây là dầu ô liu nè các bạn, mình đã trộn rồi. Nhưng mà khi mình ăn á thì cái nồi thập cẩm này của mình, trước khi mình ăn mình cũng cho bơ và dầu ô liu vào. Bên cạnh thì mình có một dĩa cà chua. Đó. Thì đây là 10 gói bơ mà mình đã bóc vỏ ra rồi, bóc giấy ra rồi đó các bạn. Thì mình sẽ để lên đây. Rồi sau đó thì mình cho dầu ô liu vào. Đây các bạn. Mình cho hết tất cả 10 vỉ bơ vào luôn nha các bạn. Đấy. Bây giờ thì mình cho dầu ô liu vào. Thế là món ăn đã chuẩn bị cho chính bản thân mình. Mình nghĩ một mình làm sao ăn hết chỗ này ta. Có lẽ là ăn cũng phải 2-3 ngày mới hết. Sáng, trưa, chiều, tối. Đấy các bạn, hôm nay là thứ 6.
thứ sáu thì ai có công ăn việc làm mà được nghỉ ngày thứ sáu là rất là háo hức. Mình nói mà mình chảy nước miếng rồi đó. Rất là háo hức chỉ chờ về là có bữa cơm chung với gia đình. Và ngày thứ bảy thì được nghỉ. Đây, thì mình sẽ dùng với spaghetti. Đấy, dĩa spaghetti của mình đây. Và có một tomato bên cạnh. Cái này ăn với pasta cũng ngon nha các bạn. Rất là ngon luôn. Nhưng mà mình thì lại thèm spaghetti. Nếu mà ăn không hết ngày mai thì mình luộc spaghetti lên, xong rồi mình bỏ vào cái chảo này đó. Đó, mình luộc spaghetti lên, mình bỏ vào cái chảo này, mình đun chung với spaghetti lên. Mình chỉ xắt cà rốt thành miếng nhỏ vậy thôi. Còn hiện giờ thì mình ăn với spaghetti, cho nên không nhất thiết là phải bỏ spaghetti vào chảo. Mình luộc spaghetti riêng rồi ăn riêng vậy thôi. Thì mình ăn xong thì mình sẽ nói chuyện nha các bạn. Nói chuyện vào buổi tối thứ sáu, một cuộc tâm sự nho nhỏ sau khi ăn tối thứ sáu. Bữa ăn cơm đơn độc của mình đây rất là hoành tráng phải không các bạn? Ok nha các bạn, có gì mình nói chuyện sau nha. Bây giờ mình phải ăn trước. Mình nói mà nước miếng nó chảy ra rồi đó. Ok, see you. Dĩa spaghetti thì hết rồi, nhưng miếng thịt thì vẫn còn nằm đó. Ôi giời ơi, mình phải công nhận là cái lọ này rất là ngon. Có nghĩa là khi mình thấy nó nhạt á, thì mình chỉ cho thẳng vào cái dĩa thức ăn của mình thôi. Nó tăng thêm cái vị rất là ngon. Chili exposition. Rất là ngon nha các bạn. Và rất là hợp với những món như spaghetti, pasta, pizza. Đó. Rồi uống cola. Chứ mình không có uống rượu. Mình không có uống rượu được các bạn ạ. Đấy. Bữa tiệc đã tàn mà thức ăn thì còn đầy hết. Bây giờ mình chỉ có cho vào hộp rồi bỏ vào tủ lạnh thôi. Ngày mai lại đem ra diễn tiếp. Đấy là thân phận ở một mình nó là như vậy đó các bạn. Nhiều quá không ăn hết, bây giờ làm sao đây? Giờ mời biết mời ai bây giờ? Mình thì mình không có thích đông đảo ồn ào. Mình sống trầm lặng quen rồi. Đây. Ôi, xong một ngày chủ nhật. Thanh toán dọn dẹp cũng rất là nhanh các bạn ạ. Ok nha các bạn. Tí nữa mình nói chuyện tiếp nha. Mình phải thanh toán cái bãi chiến trường này đã. Ok, see you. Hello, hello. Hôm nay là ngày thứ sáu, chứ không phải là ngày chủ nhật. Chiều thứ sáu, mình làm món spaghetti với lại rau củ quả, món thập cẩm. Thì mình ăn no nê rồi. Thì bây giờ mình tính post cái video đó lên. Thì đương nhiên là phải có đoạn kết thúc. Thì đoạn kết thúc này mình nói chuyện cho vui là về ẩm thực các bạn ạ. Ngày hôm qua mình có đi làm ở hotel thì mình có kể là người ta vứt rất là nhiều thức ăn, thì nó phải có nguyên do của nó các bạn ạ. Tại sao họ không cho, kêu người cho rồi mang về, nhưng mà tại sao họ lại vứt đi, thì nó phải có nguyên do. Thì mình sẽ nói cho các bạn biết cái nguyên do đó là như thế nào. Bởi vì mình đã làm trong ngành ẩm thực từ năm 1912 cho đến bây giờ. Thường thường là những cái dự kiện lớn, nó
có rất là nhiều món ăn mà sau đó thì họ không cho công nhân viên mang về mà lại vứt đi. Thì mình sẽ kể lý do cho các bạn biết nha. Đúng ra nó có 3 nguyên nhân các bạn ạ. Cái nguyên nhân thứ nhất là khi khách hàng người ta đặt hàng, người ta đã hỏi rõ là những món thực đơn nó như thế nào và số lượng người là bao nhiêu. Nhưng mà nếu thức ăn còn thừa mà họ không có muốn lấy mang về thì đương nhiên là phải vứt đi. Tự vì họ đã chi một cái số tiền theo như thỏa thuận mà họ biết mình lấy cái số thừa đó thì họ sẽ muốn khấu trừ trong số tiền đó. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai rằng là thức ăn á, khi mà mình bày ra hoặc là mình đưa ra trong vòng 2 tiếng đồng hồ đã để ở ngoài á, 2 tiếng đồng hồ, sau 2 tiếng đồng hồ đó thì là những cái vi khuẩn đó nó có thể khuếch trương ra, thì là không có tốt. Cho nên sau 2 tiếng đồng hồ, thường thường là đâu có 2 tiếng các bạn, thường thường là một bữa tiệc kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ mà thức ăn đã để ở ngoài hơn 2 tiếng là vi khuẩn nó đã bắt đầu khuếch trương. Cho nên nếu mà mình lấy ra mình mang về thì cái thời gian mà từ lúc mình mang về cho đến mang về nhà lại thêm mấy tiếng đồng hồ nữa là vi khuẩn nó có thể khuếch trương càng nhiều hơn nữa, cho nên không được phép. Đó là theo mình không biết tiếng Việt Nam gọi là gì, bên đây gọi là Martinsin, là cái chỗ mà nó kiểm soát về thực phẩm á, ăn uống á. Còn cái điều thứ ba là cái uy tín của một cái nơi sản xuất ra thực phẩm. Tự vì khi mà thực phẩm bạn mang về tới nhà, giống như nãy mình nói là qua một cái thời gian thì cái vi khuẩn nó khuếch trương, thì khi mình về mình ăn á thì mình sẽ bị đau bụng, ỉ chảy, nôn mửa hay cái gì đó. Thì cái người không có hiểu biết, không có trình độ, họ sẽ cho rằng là cái quán đó, cái tiệm đó, cái chỗ mà nhận một cái dự kiện đó làm đồ ăn cho người ta về bị bệnh, bị ỉ chảy, bị nôn mửa. Đó là 3 cái nguyên nhân như vậy. Bây giờ mình sẽ nói tiếp rằng là tại sao món ăn Na Uy hoặc là món ăn châu Âu không giữ lâu được như những món ăn Á Châu của mình. Cũng như trong những cái video trước đây mình có nói, cái món trên bàn ăn của mình có một chén cà ri á. Thì trong cà ri á, thực sự ra nó cũng không có gì là gọi là bổ dưỡng. Nó có, nếu mà nó có nấu nước dừa thì là nước dừa cái thay vì là bơ thì nó tốt hơn là nước dừa, tốt hơn là bơ. Còn trong đó có khoai tây, củ cải cũng là tốt. Nhưng mà cái cà ri á, cái nguyên liệu cà ri á, cái phần chính của nó là giữ cho thức ăn được tồn tại lâu, là sự bảo quản được lâu dài. Tự vì xuất thân từ Á Châu thì nước Á Châu là rất là nóng, cho nên India, Pakistan, Sri Lanka, mấy nước Á Châu là đa số là ăn cà ri. Tự vì trong cái cà ri những cái chất đủ thứ loại, thì những cái hỗn hợp đó nó có những cái thành phần gọi là bảo quản thức ăn lâu. Cho nên nó khác biệt giữa cái món ăn Á Châu và Âu Châu, nó là như vậy. Đó là một điểm một. Còn điểm thứ hai nữa cũng rất là quan trọng, thì mình sẽ nói cho các bạn biết là cái điểm khác nhau, thứ hai khác nhau giữa Á Châu và Âu Châu. Điểm thứ hai á là nó khác nhau giữa Á Châu và Âu Châu rằng là cái xứ ư mình hay là nước Á Châu á, nó nóng, nhiệt độ nóng. Cho nên khi mà mình mua thịt lợn, thịt heo, thịt bò gì về đó, từ khi mổ xẻ cho đến lúc mình mang về nhà là đi một giai đoạn đường mới về tới nhà. Thì khi mình về nhà mình cái thịt đó nó đâu có còn tươi nữa. Cho nên là mình phải ướp. Mình ướp những cái gia vị giống như mình nãy mình nói trước đây á, là món cà ri đó, những cái gia vị đó nó có một hình thức là giữ thức ăn tồn tại lâu dài và nó thấm vô trong cái thịt, thì nó một là nó tiêu diệt những loại vi khuẩn mà non nớt á, nghĩa là không sống lâu được á. Hai là nó làm cho miếng thịt thơm. Ba là bảo quản miếng thịt được lâu dài trước khi mình nấu.
Còn ở nước Âu Châu này hay là nước Na Uy này mình ở thì người ta ngược lại, người ta không có thích ăn thịt mà phải ướp trước. Người ta muốn thưởng thức một cái loại thịt mà nó hoàn toàn tươi, giống như là cá mà mình bắt lên trên bờ là mình xẻ thịt mình ăn liền, giống như Nhật đó là ăn sushi á, đó là ăn liền. Thì người Na Uy cũng vậy, cho nên họ không có muốn là mình ướp cái cá đó trước. Mà là một cái thứ hai nữa là ở trong cái phần 2B này á, là cái sự bảo quản thực phẩm ở những cái nước này á, nó tốt hơn là ở những nước Á Châu. Có nghĩa là mình câu cá lên là vô trong thùng đá, là đưa thẳng vô trong nhà máy ướp lạnh, rồi bán ra thị trường ở siêu thị, nó cũng nằm trong phòng lạnh. Chứ không có giống như Á Châu mình bán ra những người chợ, để trên sạp dơ rùi bui kiến đậu. Cho nên họ thích ăn tươi hơn là ăn ướp. Đó. Bây giờ mình nói cái điểm thứ ba nha. Cái điểm thứ ba là thức ăn của Á Châu mình có thể duy trì được 1, 2, 3 ngày. Có thi từ 4, tới 5 ngày luôn mà vẫn có thể dùng được nếu mà mình bảo quản trong tủ lạnh hay gì đó. Nó không có lên mốc, lên meo hay gì đó. Nhưng mà ở Na Uy này đó các bạn, chỉ cần để trong tủ lạnh maximum là 3 ngày là nó lên mốc là nó hư liền luôn á. Không phải là do khí hậu gì hết, nhưng mà cũng giống như nó dính líu với cái giai đoạn thứ hai á, là không có ướp chế. Cho nên họ đem ra họ nấu tươi. Thì khi mình nấu tươi á, thì trong đó nó không có những cái chất tiếng Việt Nam gọi là gì ta, mà tiếng Na Uy là những cái krit đó đó. Đó, nó ướp trong những cái thịt thớ, thịt cá gì đó, nó làm cho thức ăn bảo quản được lâu. Mà nếu mà mình tươi á, là mình phải ăn liền. Còn nếu mà mình bỏ vào trong tủ lạnh á, thì maximum là 3 ngày, không có bảo quản lâu được, hoặc là phải bỏ tủ đá. Đó là nguyên nhân như vậy mà tại sao thức ăn Na Uy không có giữ lâu được, mình mang về là nó bị hư. Đó, ví như một cục thịt bò mà họ nướng là họ chỉ có lăn một tí muối tiêu ở phía bên ngoài thôi, khoảng một tiếng đồng hồ đó, là họ đút vô lò họ nướng. Cho nên ăn cái thịt nó vẫn còn mùi thịt. Nhiều khi mình không thích cái mùi thịt nó nguyên vẹn vậy, nó rất là gay. Nhưng mà người Na Uy họ lại thích ăn như vậy. Cá cũng vậy. Cá là họ chỉ lấy ra là họ rửa một tí là họ đưa vào họ luộc. Họ không có ướp trước. Thì khi mình ăn liền thì mình thấy có hương vị cá nó ngon. Nhưng mà khi mà không ướp thì không bảo quản lâu được. Nếu mình để trong tủ lạnh 3 ngày là nó hư. Đó là nguyên nhân tại sao thực phẩm Na Uy, mình không biết là những Tây Pháp hay nước nào thì mình không biết, nhưng mà hiện tại mình ở Na Uy thì là mình biết nó là như vậy. Đó là ba nguyên nhân mà thức ăn Na Uy thường thường là vứt đi, không có giữ lâu giống như những nước Á Châu của mình. Mà dù nước Á Châu của mình nóng nhưng mà thức ăn vẫn để được trong tủ lạnh 2 tới 3 hoặc 4 ngày, có khi tới 5 ngày, có khi tới 1 tuần. Đó, phải không các bạn? Đó, thì mình sẽ kể tiếp theo cái sự kiến thức thức ăn mà mình mang về. Rồi bây giờ mình nói thêm một cái ví dụ thứ hai, là ví dụ là có một cái dự kiện gì đó mà người ta ăn trưa bánh mì mà họ để tôm, mà tôm không biết tôm tiếng Việt Nam gọi là cái gì, tôm nó giữa tôm và giữa tôm hùm á, tiếng Na Uy gọi là crab đó. Thì cái tôm nó ở Na Uy này rất là mắc tiền, mùa đông nó không có bán các bạn ạ. Thì họ bỏ vô trong bánh mì mà họ để nguyên cái con tôm không có ướp, không có gì, họ như là luộc lên rồi họ luộc vỏ họ bỏ trong bánh mì thôi. Mà khi mà họ vứt các bạn, họ vứt cả nguyên một cái xe đẩy gì bánh mì mà toàn là có cái loại craft tôm đó ở trong đó đó. Thì họ vứt, mà cái đó đâu phải là qua một đêm, coi như là họ sáng ra họ làm thì đến trưa không ăn hết, là đó là món ăn trưa. Thì họ vứt nguyên cả một xe đẩy trong đó bánh mì có cái đó. Thì mình nhớ lần đó mình có xin là cho mình lấy cái tôm này được không, rồi bánh mì mình vứt đi. Tự vì nó vứt đi là bởi vì tôm đã để ra ngoài hơn 2 tiếng đồng hồ. Đó, thì mình xin có nghĩa là mình lấy hết, móc hết mấy cái tôm đó ra, xong mình bỏ bịch mình mang về. Thì khi mình mang về mình không có thể ăn liền, hoặc là mình thảy vô tủ đá ngay lập tức, không được các bạn. Cũng giống như người ta nói là sau 2 tiếng đồng hồ là vi khuẩn nó đã tái sinh, đúng không? Là khi mình về đó, mình rửa lại sạch sẽ.
mình rửa lại sạch sẽ, xong rồi mình trụng nước sôi, xong rồi mình để cho ráo. Rồi các bạn biết mình làm cái gì không? Mình bỏ vô máy mình xay. Mình xay lên, xong rồi mình bỏ lên chảo, phi hành, mỡ, tỏi, tiêu. Rồi mình sấy khô lên á. Mình sấy khô lên, bạn biết để làm gì không? Để ăn bánh bèo. Ăn bánh bèo, bánh hỏi. Mà loại tôm nó rất là mắc tiền, không phải là tôm thường. Nó giống gần giống như là tôm càng vậy đó. Đó. Mà ngon ngon hơn tôm càng nữa. Mà các bạn biết không? Mình làm khi mà mình xay ra, mình sấy bông lên á, trời ơi nó nguyên một cái bịch bự như vậy nè. Đó, xong bắt đầu mình chờ nguội, mình mới xớt ra từng hộp đó, hoặc là bịch mà bịch hút hơi đó, xong rồi mình bỏ vào tủ đá, rồi mỗi lần mình ăn bánh bèo, bánh hỏi đó thì mình lấy ra rồi mình bỏ vô microburn, mình hâm lên đó. Cho nên thức ăn mà mình muốn lấy về á, là mình phải bảo quản theo cái công thức của người Á Châu của mình thì mới được tồn tại và giữ lâu. Đây là kiến thức của mình khi mà mình được phép cho mang những thực phẩm, những món ăn mà ở khách sạn hay là những cái dự kiện gì đó họ cho phép mình mang về, chứ không mình không được phép lấy nha. Chỉ đặc biệt một phần nào thôi, chứ trên luật là không được phép mang về. Thì khi mình mang về đó các bạn, mình không có giữ nguyên thể của cái món ăn mà người Tây Phương ăn đâu. Ví dụ như các bạn thấy hồi nãy là miếng thịt bò mà họ nướng nguyên một cục rồi họ sắc ra đó. Thì khi họ bán cho từng phần một á, là trên dĩa đó có một miếng thịt bít tết, rồi rau để bên cạnh, khoai tây hoặc là cơm để bên cạnh, rồi họ ăn, họ chan sauce lên. Thì khi họ cho mình những cái cục thịt còn dư lại đó, không phải là dư lại của khách ăn thừa đâu, có nghĩa là trong nhà bếp á, đó, thì mình mang về đó, mình không có thể ăn được nguyên thủy nó như vậy được. Tại vì nó không có một cái gia vị gì trong đó, tại vì họ không có ướp, mà mình muốn ăn theo cái kiểu Á Châu nữa, cho nên mình không có thể dùng lại giống như là khi họ làm sao mình mang về mình ăn không được. Cho nên khi mang về đó, mình phải rửa lại, rửa cho sạch lại, xong rồi phải ướp những cái gia vị của Việt Nam mình vô. Thì khi những cái gia vị đó ướp vô rồi thì có thể để trong tủ lạnh được một hoặc hai ba ngày, hoặc là bỏ liền vô trong tủ đá, rồi khi mình ăn mình lấy ra, rồi mình thái mỏng lại, rồi mình xào với rau củ quả đó. Chứ không giống như người Tây Phương là ăn một cục thịt bự như vậy rồi ăn rau, ăn khoai tây bên cạnh. Còn người mình thì thích ăn kiểu như là hầm bà lằng xí cấu. Nhưng mà cái hầm bà lằng xí cấu mình nó có rất là nhiều gia vị. Đó là nguyên do khi mình lấy về thì mình phải tái diễn lại như thế nào thì mới bảo quản được lâu. Quyết của mình khi mà mình đi Brazil, đi xin á, tại vì đúng ra thì mình ở một mình không nhất thiết phải xin, tại vì mình ăn rất là ít. Như các bạn thấy hồi nãy, một dĩa spaghetti mình ăn chỉ một miếng thịt nho nhỏ thôi, mình không thể ăn được nhiều. Nhưng mà mình thấy nó vứt thì thấy uổng, mà họ không biết phải tái lại làm như thế nào. Nhưng mà đúng ra như là mình mở nhà hàng đi cũng nữa, người ta đặt hàng thì mình phải chào mời những món ăn tươi ngon chứ. Mình đâu có lấy lại đồ ăn cũ nữa mà mình tái diễn lại mà mình bán lại cho khách hàng đâu, phải không bạn? Nhưng mà họ, giống như mình nói từ đầu phim á, là mình họ không được phép cho công nhân viên mang về đó. Nhưng mà có đôi lần được, mình được may mắn là người ta cho về, nói là may mắn, thì coi như là mình mang về mà mình phải tái lại ngay lập tức và làm theo cái hình thức của người Á Châu của mình. Tại người Á Châu của mình đó là luôn luôn ướp trước, ướp trước rồi bỏ đông lạnh, rồi đem ra rồi đánh lại một lần, ví như chả chẳng hạn, ướp xong rồi đánh xong rồi bỏ vô tủ lạnh cho hơi cứng lại đem ra đánh đó. Coi như là mình làm rất là qua nhiều giai đoạn, qua nhiều công đoạn, cho nên thực phẩm của mình có thể để lâu được. Nhưng mà ở Na Uy này, chị, mình không biết ở Pháp, ở Đức, ở những nước nào như thế nào, nhưng mà ở đây là họ ăn tươi đó. Ăn tươi cũng giống như, không có giống như là ăn sống như là ở ở Nhật Bản hay là Korea. Nhưng mà họ ăn tươi đây có nghĩa là thức ăn mang về rửa đem ra nấu, không có ướp, không có qua nhiều công đoạn đánh tới đánh lui, nhồi tới nhồi lui như mình, không có chuyện đó. Mà họ thì không thích ăn dai nha,
Ví dụ như mình chả cá, chả thịt mình ăn giòn sực sực thì mình thích chứ gì. Nhưng mà người Tây phương họ không có thích ăn kiểu đó. Họ ăn chả cá của họ, chả tôm của họ nó mềm lắm, nó bở lắm. Nhưng mà cái phong tục của họ, họ thích là như vậy. Đó, cho nên cái sự khác biệt nó nằm ở đó. Nhưng mà thật sự khi mà mình đánh dai, đánh dẻo như vậy á, thì có thể để lâu được, có thể bảo quản lâu được. Tại mình đã làm qua nhiều công đoạn. Nhưng mà cái sự làm việc của họ, món ăn họ làm như vậy, không có thể nào làm lâu được. Nhưng mà có những món họ có thể giữ lâu được mà mình không ăn được. Thì nước Na Uy này là nước xứ lạnh. Thì khi xứ lạnh là mùa đông họ đâu có trồng trọt được cái gì đâu. Sau này cái gọi là cái technology mới thì mà họ mới có nhà kiến, thì họ trồng có như ở trong nhà kiến, coi như là mới đây thôi. Còn ở Nhật Bản là cái chuyện đó họ đã có lâu rồi, mấy chục năm về trước rồi, nhưng mà Na Uy mới có sau này thôi. Bởi vì kinh phí rất là nặng đó, cho nên họ thấy là rẻ hơn là họ nhập thẳng vào hơn là họ chế biến những cái nhà lồng kiến như vậy, kinh phí rất là nặng. Cho nên mùa đông á, rau củ quả rất là mắc hơn là mùa hè đó. Thì đó là nói về rau củ quả trái cây. Nhưng mình nói về thịt cá này nọ, thì làm sao họ có thể bảo quản thức ăn vào mùa đông khi mà họ sát sinh thú vật vào mùa hè và để dự trữ vào mùa đông. Rồi cá họ đi săn bắn cái gì cũng vậy, họ đi mùa hè săn bắn cá hay gì đó, đó thì vẫn dễ hơn là mùa đông đó. Cho nên họ dùng món gọi là sông khói đó. Cá sông khói, thịt sông khói đó. Thì giống như mình ở những cái miền cao ở Việt Nam mình cũng vậy. Thì mùa đông lạnh họ cũng phải coi như là gì trâu gắt vàng gì gì đó, đó đại khái vậy. Nhưng mà ở đây họ sông khói á, nó hợp vệ sinh hơn ở Việt Nam mình. Ở Việt Nam mình nhiều khi làm tôm khô hay là củ kiểu dưa món gì đó, họ bày ra ngoài đường họ phơi, rồi xe đò xe hơi nó bay bụi lên, rồi có nhiều khi mấy cái mồ cái mã đó mà nó có cái mặt bằng á, họ đem những cái rá tôm khô củ quả họ để lên đó họ phơi đó. Rồi kiến ruồi muỗi nó bay ngang này nọ. Mình không dám nói chê Việt Nam, nhưng mà có thể là bây giờ Việt Nam cũng văn minh rồi. Cho nên có lần mình đi đi China đó, mình mua khô bò mình thích lắm, về đấy nhiều khi mình làm gỏi á, cái má mình nói chứ tại mày chưa về Việt Nam mày chưa thấy đó, trời ơi nó phơi ngoài đường, nó phơi trên mồ, trên mã đó. Đó. Xong mình mới nói không, nhưng mà con vô tiệm mắc tiền con mua đàng hoàng mà. Thì má mình mới nói rằng là đương nhiên rồi, nó phải vô những cái, nó phải bán ra từ những cái tiệm sang trọng như vậy thì người có tiền mới vô mua. Nhưng mà làm sao nó vô được những cửa tiệm đó, thì đương nhiên nó mua rẻ từ những người hạ cấp. Họ làm những cái hình thức như vậy, nó mua rất là rẻ. Xong rồi nó về, nó vô cái bao bì nhìn cho đẹp, nhìn cho sang, rồi vô một cửa tiệm rất là sang, quý trọng. Nhưng mà mình vô mình mua, nhưng mà thực phẩm nó xuất phát từ ở đâu? Từ là những người nghèo, họ làm không có một cái kinh... Mình không nói nữa nha các bạn. Cái này là mình chỉ kể lại qua những lời khuyên của mẹ mình thôi nha các bạn. Thì lúc mà mẹ mình nói như vậy á, mình cũng còn binh nha. Mình thấy số tiền mình bỏ ra mắc mà sao mẹ mình nói có vẻ như khi dễ những cái món ăn mà mình mua. Nhưng mà khi mình mang cái đó về tới Na Uy á, xong mình cứ nhớ những lời mẹ mình nói, đồng ý là mình cũng hơi 50% không tin, nhưng mà 50% đó nó bị gài trong cái bộ óc của mình á. Rồi về tới Na Uy á, cái không khí này ở đây nó khác không khí ở Việt Nam mình. Ở Việt Nam mình nó ẩm ướt, dù rằng bỏ trong bịch khô thì cái độ dẻo nó vẫn còn. Nhưng qua đây là không khí nó khô á, cho nên nó khô lắm, nó khô cứng ngắc à. Dù rằng mình bịt kỹ bao nhiêu cũng vậy, có nhiều khi nó lên mốc nữa nha. Tự vì khi người ta bán á, người ta nắm tay nắm bóc rồi vô vậy đó. Đó. Cho nên mình không dám ăn các bạn ơi. Lúc mà nó chưa có hư hay chưa gì, mình cũng bắt đầu giảm cái sự thèm ăn vào cái món đó rồi. Đó. Rồi cuối cùng á,
mình thảy luôn, mình vứt cái thùng rác luôn. Xong mình nghĩ là khi mình vứt mình cũng thấy tiếc lắm, nhưng mà mình so cái giá trị đồng tiền á của lúc mình mua ở những nước ở China với cái ngoại tệ của China với cách đây mười mấy năm, 20 năm rồi, thì cái ngoại tệ của Na Uy nó khác xa lắm, nên mình cũng không có tiếc, nên mình vứt. Nhưng mà bây giờ mình vẫn thèm nha các bạn, mình cũng thèm. Thì lần này đi về Việt Nam mình cũng thử mua khô bò coi, nhưng mà mình có dám ăn không nha. Nhưng mà mình nói tới mình thèm thèm đó, mình no rồi đó, nhưng mà khi mình nói tới món ăn của Việt Nam, của Á Châu mình đó, món đó là người Thái ăn nè, người Việt ăn nè, người China ăn nè, phải không? Đó. Nhưng mà mình nghĩ là bây giờ cái công nghệ của Việt Nam mình đó, nó phát triển rồi, nhiều khi họ có những cái hệ thống máy móc phơi khô đó, chứ không có đem ra đường phơi hay gì nọ, phải không các bạn? Ừ. Thì lần này nếu mà về Việt Nam đó, thì mình hy vọng mình cũng mua ít ít. Thì mình nghĩ là mình không có còn cái gì để chia sẻ, và cũng không có gì mà muốn nói thêm nữa về cách bảo quản món ăn và vì sao người ta vứt bỏ thức ăn ở bên Na Uy này, người ta vứt rất là nhiều. Và khi mà mình xin được những món ăn đó thì mình về mình làm cách nào để mình có thể giữ lâu và có thể dùng lại theo cái hình thức của người Á Châu mình. Ừ. Cái này mình không phải đi xin ăn đâu nha các bạn. Thì cái video mình cũng hơi khá khá, thì mình tạm dừng ở nơi đây. Mình để dành những cái đề tài mới cho những cái phim mới. Còn nếu mình nói hết rồi thì không còn với những đề tài cho những phim kế tiếp nữa. Thì mình cũng cảm ơn các bạn là bỏ ít thời gian ngồi đây để nghe mình tâm sự. Mình cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Thì mình hy vọng là mình tìm những cái đề tài nào mà nó có thể giúp cho mình có một kiến thức mới. Theo cái thống kê của YouTube mình vô mình xem á, cái lượng người xem á, ở những cái lứa tuổi nào á, thì mình thấy là lứa tuổi thanh thiếu niên á cũng rất là nhiều. Nghe rồi cái dạo sau này á thì gần ngang hàng với lứa tuổi giống như mình là 50-60. Đó. 60 trở lên thì không có nhiều, nhưng mà cỡ lứa tuổi mình thì cũng khá khá nhiều, coi như là nó gần bằng cái lứa tuổi thanh thiếu niên. Còn cái lứa tuổi mà trung niên á, có nghĩa là đang thời mới lấy vợ lấy chồng có con á, thì họ bận bịu, họ đi làm, họ không có thời giờ vô xem những cái YouTube của mình, thì cái lượng đó cũng ít. Nói là ít chứ không phải là nó nằm ở dưới cùng, nó cũng lên nhưng mà không bằng những cái lứa tuổi khác. Rồi mình có coi xem rằng là thống kê những cái nước nào mà xem video của mình nhiều nhất, thì là nước Việt Nam của mình đứng hạng thứ nhất, Na Uy đứng hạng thứ hai, và bên Mỹ đứng hạng thứ ba. Đó. Rồi Pháp và Đức, kế tiếp là Pháp và Đức, rồi đến Canada. Thì mình tiện đây mình cũng có lời cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều nha. Thì nếu mà nói ở Việt Nam là thành phố nào xem phim của mình nhiều nhất, thì là thành phố Hồ Chí Minh. Xong là đến Hà Nội. Sau Hà Nội là có Đồng Nai. Sau Đồng Nai là đến Đà Nẵng. Thì mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Rồi nếu mà nói về ở bên Mỹ, thì ở thành phố nào coi video của mình, thì nơi mình có gia đình của mình bên đó, thân nhân mình bên đó là ở Houston, Texas, và ở New York City là hai thành phố đó đã xem phim của mình. Với lại thêm có là California, thì mình cũng có thân nhân ở California. Còn New York thì mình có người thân mà người xa thôi, có nghĩa là cậu con của, không phải là mình kêu cậu, có nghĩa là người con trai đó mình kêu cậu, là con của cô mình cưới một cô vợ, thì cô vợ có một người chị ở New York. Đó, cũng như là rất là xa. Thì mình thành thật cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Thì coi như là chiều thứ sáu mình đã có lời tâm sự tới tất cả mọi người, chia sẻ với mọi người những gì mình hiểu và biết. Thì video bây giờ cũng phải kết thúc. Và mình hẹn lại các bạn vào những video kế tiếp. Nếu các bạn có ý kiến gì mà muốn mình thay đổi thì để lại những cái comment cho mình. Còn đừng có chửi mình nha. Còn những cái comment nào mà chửi mình thì mình xin lỗi là mình phải xóa nha các bạn. Tại vì mình là con người trí thức, mình có học, thì có nhiều cách để mình khuyên người đó nói với một những hình thức để mình giúp và nâng đỡ. Chứ đừng có chửi nha các bạn. Ok. See you later. Bye bye.